Cũng nhảy chạy quá. Rồi. Rồi. Gì đây? Vậy là cái này chạy mới có 3 mấy rưỡi à. Vậy là hồi nãy giờ lý do nó không chạy là nó hụt dầu quá nghe anh em. Với cái bình nó yếu quá nó kéo nhựa ha. Chứ máy người ta máy 10.000 ký mà đâu phải máy thường đâu. Này hơi hám còn ổn định không chẳng? Bao hơi luôn phải không? Là mình bao nó đổ hơi hay là bao kính hơi à, nói cho rõ. Hello anh em, hôm nay mình cho anh em xem cái con cọp này nha. Cái này để mấy năm nay ngủ quên, nay mới lục lại đem vô chạy thử nghe nè. Giờ gắn cái lược dầu vô nổ cho anh em xem ha. Mới chùi rửa vệ sinh rồi ha. Gắn trục bô luôn nè. Cũng như làm á, mới làm máy lại á, chưa có đại tu, chưa có dọn hàng lông à, okay. Chế đục bô luôn nha. Cái máy là 200 kg, mới mua nha, 200 kg, 10.000 kg ha. 10.000 kg là cái máy, cái xác này là 2 triệu nha. Về mua gốc đề này 1 triệu mấy nữa, vòng vòng sửa cũng hết rồi. 2 triệu là ra cái 4 triệu nha anh em. 4 triệu. Hả? 4 triệu mà không nha. Chưa tính tiền công, khoảng 4 triệu nữa. Gắn luôn, gắn máy luôn, gắn xuống ga luôn, khoảng 4 triệu nữa chứ nhiều. Dạ, gắn máy gắn luôn. Ừ. Là 8 triệu. Rẻ chát. Ừ, đục bô 1.5 triệu nữa. Để đến trận anh gắn vô đề máy cho anh em xem. Hôm nay còn con heo nữa, heo này heo gì đây? Heo đó có người quay. Bỏ ra hả? Quay mà chưa có nhậu. Nó bị cứng mình mua heo khác rồi gắn luôn. Con heo nhiêu tiền? Mấy trăm ngàn. Có mấy trăm hả? Anh Trận cũng đang làm mấy cái trợ lực ha, để vài bữa mình đã quay cho anh em xem ha. Hôm nay lâu lắm mà chưa có lại tiệm của anh Trận quay lại mấy cái đồ của anh ha. Thì trợ lực thị lực ha nè. Vài bữa mình quay cái chiếc ghe này nè, ghe này đang gắn trợ lực nè ha. Ghe khoảng 60 tấn. Tao biết hồi nãy giờ ghe trong một ngày. Mấy anh em đang làm mấy cái thùng chứa chứa nhớt, làm bình nhớt này. Cái đầu quay lăng nha, cọc nhông, cục bót gắn đây nè, đang tiện gì đây, đang gắn nha, đang ráp cái trợ lực vô đây để bữa hai bữa mình quay cho anh em xem. Rồi giờ bắt đề vô ha. Ôi dữ hả? Đuối nè. Nặng như quỷ vậy. Đề chạy. Chị phá rồi đây. Trục bô này đâu có hư hao gì hả? Ừ, đó là rồi. Cái trục bô này hồi đó gắn ở cái máy D nè anh em ha. Máy mà
máy D nè, mà giờ tháo ra gắn vô máy này ha. Bắn cát không? Tính bắn cát không? Bắn cát luôn nha. Bắn sơn lại luôn ha, làm mới luôn ha. Nhiều nước nè. Chưa hết kìa. Ủa, ốc này tao không phải có ốc của nó. Kia 33. 30. 30 hả? 94 đi gửi. Này nó được nhiêu ngựa? 30. Máy mua 10.000 ký. Ngoài cũng vậy. Đó, vậy mới vô nè. Ồ, hay không? Giờ biết gáo nước luôn. Ủa, có bơm phụ ở trên cái lược luôn hả? Hay ha. Quay. Ủa sao đó lỏng quẹo vậy? Cái này để thấp cái dầu, bình dầu thấp hơn nó vẫn chạy được không? Cũng nhảy chạy quá. Đề 12 nó phải châm. Cái này cốc đề 24 hay 12? 12. Cũng nhảy chạy quá chứ. Máy mà 12 là phải châm nhé, nhảy chạy. Còn đang châm nó chết hết rồi, còn con này sống rồi. Sao mình biết nó chết với sống? Nóng rồi. Nó nóng là nó sống ha. Còn này không nóng là nó chết ha. Mình tháo ra mình chùi được không? Không. Chắc cái lỗi nó có gì vô ghi vậy đó. Mình xong cho nó nóng ở trong đó ha. Không, nó nóng buồn đốt nó kém lên cái dạng này rồi. Nó đứt dầu. Rồi. Nó đứt dầu. Tại nãy bị đang chạy chưa có gắn cái lược vô á anh em. Lúc nãy mình không có quay nghe, nó bị hết dầu á. Bây giờ gắn vô nó đề nó hơi chậm chạy ha. Chứ nãy mình nghe nó nổ phình phình. Mà hai cái kia nó có xì đâu. Ra được hai máy rồi chạy. Để có khi hơi hết bình không? Ủa có sạc vô đó phải không? Bình yếu không? Máy 10.000 ký khác với máy 100.000 ký ha. Không có đủ dầu, không có vô dầu gì á. Ủa cái này hồi đó nó ở cái nó đấu cái hộp số gì từ vậy? Trên xe bắt hộp số vô. À. Để máy xe. Hồi nội mình có cái nón đó mình cũng lại tiền nữa ta. Ha. Yeah. Ừ. Bình yếu à. Cho vô mà đi chút đi. Cho nó vô chút đi. Tại máy mình nó cũng hơi nhạy chạy thành ra. Ủa gì nó xì xì đây ta? Ừ. Máy cũng nhạy, đề riết hết bình. Ừ, máy nhạy chạy đề riết hết bình luôn mà. Này hơi hám còn ổn định không chẳng? Bao hơi luôn phải không? Là mình bao nó đổ hơi hay là bao kính hơi? À, nói cho rõ. Rồi. Rồi. Ừ.
Vậy là bao bao là bao không đổ hơi nha anh em, chứ không phải bao đổ hơi nha. Heo heo còn mảnh rồi đó. Để ra đi ha. Rồi. Rồi trời nãy giờ sạc bình là nãy giờ cỡ tiếng hồ đề thử cái nghe anh em, để xong bét rồi đề cái ha. Nổ cái máy 10.000 ký mà đâu phải tệ. Nói chung là bây giờ làm xong đề chạy được rồi. Đó, 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 đó. Bốn triệu là 20.000 ký. Máy làm xong là khoảng 4.500.000 tiền tiền cái máy nghe anh em, chưa tính tiền công ha, gắn đầu luôn tầm 8 triệu. Không chạy nổi, cặp thêm vô cái này với cái này nghe anh em, bình yếu bình hư anh em, cái đề không nói. Giờ câu loại 24 nè, cốc 12 đề 24 luôn. Rồi. Gì đấy? Này sao thấy khối nó xịt đâu đây ạ? Tạc chân bét ha. Sao khối trắng chưa ạ? Vậy là cái này chạy mới có 3.5 hả? Máy này tạc đâu có đủ dầu đâu mà. Rồi. Vậy là hồi nãy giờ lý do nó không chạy là nó hụt dầu nghe anh em, với cái bình nó yếu quá nó kéo nhựa ha, chứ máy người ta máy 10.000 ký mà đâu phải máy thường đâu. Chạy được, giờ chạy được 3.5 nha. Cái chân bét này nó hơi xì quay cho anh em thấy không biết mà. À nó xì ha, chạy được 3.5. Không có đổ hơi nha anh em. Đổ hơi là nó ra mình. Rồi trời, ta chế gắn cái trục vô vô nữa là ngon lành ha. Rồi, bắn cát sơn lại luôn nha. Rồi. Bình yếu thì đề 12 phải xong. Rồi. Đây thằng kia đa số sau này nó đổi qua 24 thì sẽ chứ. Ừ. Khỏi dòng ta phục nó vậy. Ừ. Rồi anh em xem clip nhé, đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nghe. Bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau ha. Bye bye.